Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Chơi cái meta này rất là đã luôn. Chỉ cầu mong cho là cái bọn làm game nó thư thư rồi nó mới update anh em ạ. Meta này nó rất là cân bằng, đánh nó rất là sướng. Không như những cái meta trước. Đấy mà mấy cái ông làm game thì toàn một tuần, hai tuần lại update một lần. Thế là coi như là xong, toang. Game đang cân bằng, coi như lại mất cân bằng. Cái quả vừa rồi update nó cũng thấy hơi lạ lạ. Cái bộ mà cần phải coi như là giảm sức mạnh thì nó lại không giảm. Đấy, trong khi là cái con Light Blade Light, tôi thấy cái con đấy nó cũng bình thường mà. Chả qua là cái đợt gần đây thì có nhiều người nó sử dụng nhiều hơn thôi, chứ còn tôi thấy là nó cũng đâu có quá là bá đâu mà phải giảm sức mạnh của nó nhỉ. Giảm cái số lần lẩy đi, thực ra giảm 2 lần lẩy cho một cái cú đánh là quá nhiều luôn. Tôi nghĩ là như thế. Ở cái mức 3 sao mà giảm tới coi như là 2 lần lẩy. Trong khi anh em cứ tưởng tượng là nếu mà trong một giây ấy, nó đánh được 5 phát ấy, thì nó mất bố nó 10 cái lần lẩy rồi. Đấy, 10 cái lần đạn lẩy đấy anh em ạ. Trong khi là nếu mà late game mà cầm đồ thì 10 cái lần đạn lẩy đấy là cực kỳ kinh khủng. Clear rất nhanh. Đây rồi, Hunter rồi. Không được chơi Light Blade Light kẹp với cả các thứ thì lại chuyển sang chơi Hunter thôi. Mà trận này thì lấy đồ nó lại không chuẩn Hunter lắm, nhưng mà nó ra thì lại chơi vậy. Căn bản trong truyền thuyết trận này nó có cái con chứa quỷ. Đấy. Meta này thì thực ra nó cân bằng thì cân bằng, nhưng mà late game, siêu late game ấy thì mạnh nhất là vẫn là Ngưu Long Hóa Hình kẹp với cả chúa quỷ. Đấy, đánh ở level 10, nếu mà lên được level 10 như thế đó là mạnh nhất. Nhưng mà tất nhiên là để mà lên được level 10 thì nó là cả một quá trình rất là gian lan, thử thách. Khó chứ không dễ đâu. Nhiều anh em mới kêu là cái bộ đấy nó bá đạo, nhưng mà thực ra để mà đánh đổi chơi cái bộ đấy thì nó cũng khó mà. Tôi thấy là chơi cái bộ đấy nó còn khó hơn là chơi cái bộ Hunter kẹp với cả cái con tướng mới ấy. Chính ra Hunter Exit tướng mới nó mới là cần phải lép anh em ạ. Tôi thấy bộ đấy là cần phải giảm sức mạnh đi. Chứ còn cái bộ Ngũ Long Hóa Hình kẹp với cả chúa quỷ đánh ở level 10 khó bỏ sư ra. Đây rồi, Hunter đây này, ra Hunter này. Ok. Không có búa set đầu game nên là thực ra thì đánh chuỗi thắng thì nó cũng chưa chắc nó đã đánh được đâu. Lại ra cả Phong Vũ, ra cả Berserker luôn. Nó như kiểu là Gladiator ấy nhỉ. Chơi kiểu giống Gladiator. Mà trận này mà có rớt có dòng 5 đô thì có lên chơi Gladiator không? Nghe chừng là phép là hơi mạnh đấy nhá. Trận này nghe chừng phép hơi mạnh đấy. Đấy, có thằng pick rồng vào rồi kìa. Và cũng có thằng là coi như là cũng đánh là Ngũ Long Hóa Hình là cũng chuẩn bị sẵn rồi. Mà cái thằng chơi rồng thì nó cũng sẽ chuyển sang cái bộ đấy thôi anh em ạ. Nó đã gọi là mạnh nhất meta rồi thì nói chung là late game thế nào cũng chuyển sang. Tất nhiên là chúng ta thế, chúng ta sẽ chuyển ra. Nhưng mà để mà chuyển sang được thì đấy, nó lại là quá trình anh em nhé. Quá trình để sống với late game. Ok. Thậm chí round này có thể up lên level 8 luôn. Lên 8 thì chúng ta đánh cái chuỗi được không nhỉ? Trông có giống đánh cái chuỗi không? Đang phân vân không biết là chúng ta lên up 8 hay là chúng ta lên để ở cái level này. Xong rồi round này mà thắng là được 1 tiền. Coi như là được 2 tiền đấy, ở round này đấy. Thắng không? Không thắng được, round này thua rồi. Light Blade Light mặt lạ điên thì kia thì ăn cái kiểu gì chịu. Còn kẹp với cả Exit nữa anh em ạ. Đánh nhanh. Bán này đi. 6 Hunter này. Đứa nhỉ. À đâu, đã đủ đâu. Thiếu một con. Nói chung là có 6 Hunter mà đánh được chữ thắng anh em ạ. Còn cái tầm này thì vẫn chưa được. Cái đồ này nó rất giống với chơi beat nhá. Nhưng mà beat thì vì meta này nó khá là yếu nên là tôi không chọn đâu. Đấy, mấy cái clip trước là tôi cũng nói rõ với anh em rồi. Bây giờ ra beat là gần như tôi không chơi, kể cả gì tôi còn gấu sớm. Gấu sớm thì nó chỉ là Gritter thôi anh em ạ. Hoặc là kẹp với Hunter xong late game vẫn là Hunter Exit.
Bây giờ cái bộ beat là cái bộ mà nó đuối hơn so với những cái bộ khác rất là nhiều. Bộ beat với cái bộ bộ Clive ấy cần phải có sự thay đổi trong những cái lần update. Mà tôi không hiểu sao hai cái bộ đấy nó đang vào hang hơi lâu nhưng mà nhà phát hành vẫn chưa có cái ý định là cân bằng lại nhỉ. Chưa thấy cân bằng lại luôn. Lạ thật. Thậm chí nhá là ở trong cái bộ Clive ấy nó có cái con Light Blade Light chứ còn đâu nữa, đúng không? Mà cái update vừa rồi là con Light Blade Light lại bị giảm sức mạnh. Thì nó lại dẫn tới cái việc là cái bộ Clive lại vẫn không ai chơi. Đấy. Thế lại cái con Light Blade Light nó nổi lên trong một khoảng thời gian là nó kẹp với cả bộ Beat, đúng không? Nó kẹp với cả cái bộ Feather, 9 Feather nó kẹp với cả gì nữa nhỉ? Để tôi nhớ nào. 6 tốc thì không phải, 6 tốc không phải. Cái bộ Gladiator đúng không? Đấy. Ui thằng này mạnh vãi đái, bố sét. Bắn đau nhá. Kẹp với cả 4 đỏ à. Ra Hunter đầu game là phải đánh chữ thua này anh em này, cay không? Máu vãi đái luôn, mất bây giờ là còn có 83 máu. Cay thật. Do đồ nó chưa chuẩn anh em ạ. Đồ nó phải có búa xét cơ. Đánh Hunter này mà không có búa xét đầu game thì cũng vứt đi. Còn nó chơi Hunter nó có búa xét nó khỏe hơn nhiều. Chuyện này làm Hunter ấy nhỉ. Ui dồi, thế là tận 3 người chơi Hunter cơ à? Đam mê à? Meta dễ chơi thì chọn đúng không? Có phải không? Thôi một cái búa xét tôi bắn tất nhưng mà tôi không có. Rao này xin cái búa xét cái nhỉ. Đùa này. Đây là do bài nó ra nha anh em nhá. Chứ không phải là do tôi spam đâu. Hunter ra đầu game khá nhiều nhưng mà tôi nhìn lại thấy là bọn nó cũng chơi luôn. Tôi cố gắng dí cấp lên sớm để chuyển sang cái bộ ngũ long hóa hình. Ui trời ơi. Đồ mẹ. Thôi đánh chuỗi thua rồi anh em ạ. Vãi cứt. Kể ra mà beat mà ngon thì tôi cũng chuyển sang chơi beat đấy. Đồ này chơi beat ngon này. Ui trời này có Gladiator to đấy nhở. Khó à. Bớ luôn vào. Ốc bớ luôn rồi con cỏ tôi. Chưa đấm được phát nào luôn. Thậm chí là còn gặp một cái thằng đang đánh chữ thua nhá. Ở level 5 mà nó đấm tôi anh em ạ. Hỏng rồi. Chán rồi đấy. Trận này cứ kiểu bị làm sao ấy nhờ. Chọn sai lên văn minh rồi anh em ạ. Mặc dù là nó ra Hunter ấy. Có lên cấp không nhở? Bây giờ lên cấp cũng không biết ăn nổi không. Mà vẫn phải lên. Lên giữ máu á. 6 Hunter nếu mà đánh chuẩn là phải lên 7 ở level 12 thì nó mới giữ nổi máu anh em ạ. Chứ còn 6 con không thì nó mỏng lắm. Nó phải có thêm một con tăng cơ nữa. Đây, trận này là có nhiều Hunter luôn. Thằng này thậm chí có 2 con 2 sao luôn ạ. Mà tôi thắng là vì là tôi up 7 đấy. À đây rồi, ít ra là nó cũng phải như này chứ. Trông nó giống như là chơi cái bộ này không nhỉ? À, nhìn kìa, có thằng nó ra cả bộ giống rồi. Hỏng rồi. Xếp khéo khéo tí anh em nhá. À, sợ nhất là cái bọn Gladiator nó úp lồng ấy. Phải xếp, phải tách ra. Đây này, gặp luôn này. Đấy, lại một lần nữa lại bớ vào đây. Ơ nhưng mà lần này thì có thể không bị ốc lồng bắn được. Được. Thằng này vừa lấy Eco đấy chứ. Eco nhưng mà thế nào gặp tôi nó lại ăn được. Ảo ma Canada. Thôi coi như là cái quả đấy là chúng ta cắt chuỗi ở đối thủ. Coi như là thế đi. Thì nó cũng trông nó cũng đỡ phiền hơn nhỉ.
nó cũng đỡ buồn phiền. Chứ còn nếu mà nghĩ là vừa nãy là do chúng ta quá yếu, chúng ta thua một thằng Eco thì nó lại buồn. Nhưng mà cứ nghĩ là quả vừa rồi là chúng ta cố tình chúng ta thua, chúng ta cắt chuỗi đi. Ok. Bây giờ lo nhất là gì? Lo nhất là cái thằng kia, cái thằng mà nó đang đánh Hunter ở phía trên ấy, là nó đang giữ được một cái lượng tiền này, xong nó lại đang cũng khá là mạnh. Và nếu mà nó có chuỗi thì nó cũng sẽ tranh bài của chúng ta đấy. Trên này tôi cũng chưa có cố định là tôi chơi Hunter đâu. Có thể là nếu mà tự nhiên up lên 8 phát ra con chứa quỷ là quay xe luôn. Ok, rồi, thằng này Witcher kết hợp với Assassin đúng không? Vẫn là những cái bộ meta mạnh thôi. Ui, cái gì đây? Có lên ôm con rồng ở sớm quá nhỉ? Phạt tiền à? Cung đen. Quả này hơi phân vân anh em ạ. Ai chà, ra con rồng này. Thực ra thì nếu mà bây giờ ra rồng ấy thì nó cũng chưa có cái gì đảm bảo chúng ta có thể chơi ngũ long được cả. Thực sự chưa có gì đảm bảo luôn. Có lên là tiết kiệm tiền không nhỉ? Tôi nghĩ là nếu mà tiết kiệm tiền thì nó cũng rất là ok. Chơi một cái layup mà nó phải lên level 10 thì cái việc tiết kiệm tiền nó cũng được. Thực ra bộ ngũ long hình cái con quan trọng nhất nó ra nó chính là con chúa quỷ. Còn cái con rồng nó không phải là cái con quá quan trọng. Phải ra được chúa quỷ thì nó mới quay xe được. Chứ còn nếu mà không ra thì thôi cứ chơi Hunter thôi. Đây này, ui giời, bố set đây này. Được cái nhà. Đây cái bố set không. Tự nhiên ba món này nó lại rất hợp Hunter rồi nhá. Lấy cái gì cho nó hợp lý. Mã thông báo cũng ngon nhưng mà thôi. Cứ phải búa xét đã. Cái bộ này đầu game là nó phải là búa xét. Mã thông báo thì đúng là đánh nhau với những cái thằng Hunter thì nó mạnh hơn đấy. Nhưng mà đánh với nhau với những cái thằng khác ấy thì nó yếu. Anh em ạ. À, búa xét nó vẫn là chân ái. Chưa biết là chơi gì đâu. Ui ôi rồng 2 ạ. Vãi cứt. Dragon Clay 2 sao luôn. Thế thì chịu. Nổi không? Có khi vẫn ăn được đấy. Được không? Solo là con rồng này không nhỉ? Được không? Được. Đấy nếu mà tôi có con Dragon Clay 2 sao tôi quay xe. Nhưng mà không anh em ạ, nó chỉ cho một con thôi. Một con thì không, tốn tiền. Thậm chí là ra một con cung đen tôi không thể mua cơ mà. Bởi vì tôi chưa biết chơi gì. Tôi chưa biết là tôi chơi Hunter hay tôi chưa biết là tôi chơi rồng. Đấy nên là tôi cũng chưa chơi, tôi chưa mua. Xác định là phải ra một con co ở cái bộ đấy cơ. Ví dụ như cái bộ Hunter thì bây giờ con cung đen này nó không phải là con co. Đối với tôi con cung đen này kể cả nó có lên 3 sao ấy thì tôi cũng không chơi con này cơ mà. Tôi là tôi chỉ có dồn đồ cho con tướng mới thôi. Mueta nó mới là con co ở trong bộ Hunter anh em nhá. Kiểu gì thì con đấy cũng bây giờ cũng là chơi cái con đấy thôi. Còn súng này rồi thì cung đen bây giờ vứt hết. Không chơi. Lên 3 sao rồi cũng dồn đồ cho con 2 sao thôi anh em ạ. Mueta giờ nó chân ái ở meta này rồi. Đấy rồi. Mãi mới ra. Cho nó cái blink này. Bây giờ là phải tính xem là chơi 9 Hunter hay là chơi Hunter Aegis. Hunter Aegis thì đánh được với 9 Hunter. Hunter Aegis kết hợp với cái gì? Kết hợp với có thể là God. Hunter Aegis God. Con này đánh ở level 10 kẹp được thêm 2 God. Trong trường hợp lên 3 sao là có thể tung trưởng liên tục. Nó gọi là ẩn thân chi thuật luôn á. Con tướng mới nó sẽ biến thành một con trạch. Lẩn như trạch. Nó lẩn liên tục luôn. Đối thủ không thể chạm vào người con đấy luôn. Tất nhiên là đấy là trong trường hợp là chúng ta phải lên được 3 sao và đánh ở level 10. Mất chuỗi luôn như cái thằng Mai Anh S2 chứ lại thề. Hỏng rồi, đánh cục bộ à, đánh cục bộ ấy. Sao nó mạnh hơn tôi nhỉ? Phải có một cái lý do gì.
Lý do ở đây là gì? Đồ. Đồ của nó có thể nó sẽ ngon hơn. Nó có lùn niếc các thứ vào thì nó sẽ ngon hơn. Tôi coi như là tôi chấp một cái món đồ xanh lá rồi gì đó, đúng không? Tôi chỉ có là búa xét với cả cái gậy gai thôi, chứ còn cái tẩu thì thực ra vào cái bộ này nó có ra cái gì đâu. Thậm chí cái tẩu đấy nó không bằng một cái que. Cái que nó còn được nó là cái món đồ xám mà nó được cộng 20 tốc. Nhưng mà cái tẩu này được cộng có 10% tốc, đúng không? Kém hơn cả một cái que luôn. Chả có cái tác dụng gì luôn. Chấp một đồ xanh là cây thì rõ ràng là không thể ăn được. Chịu. Clive mà đánh lên level 9 luôn đấy hả? Ủa? Gì căng? Rao 19 mà lên được level 9. Căng vậy. Ghê thật đấy. Trước này chính ra là cũng bị thọt tiền ấy. Thọt tiền, thọt level. Rao sao mà tôi lên 9 tôi cũng không hết tiền rồi gì nữa. Chết rồi, cái thằng Mai Anh học xanh quá nhỉ. Mà cái quan trọng là gì anh em biết không? Quan trọng là bây giờ tôi cũng không phải là quá mạnh để mà giữ được máu. Và tôi cũng không có tiền để mà chuyển sang cái bộ ngũ long hóa hình ấy. Lên 10 khó lắm. Vớ vẩn, không lên nổi 10 luôn. Lên 10 xong lại còn phải chuyển toàn bộ đội hình thì thực sự bây giờ là có khi là không được rồi. Đồ này không ngon lắm, chắc là random thôi anh em ạ. Kiếm cái 2 tia. Thực ra cái ánh mắt AZ này thì cũng được, không đến nỗi. Đổi đồ kem luôn không? Đổi luôn đi. Cướp điên à? Rồi lấy cái cướp điên nhá. Có cái gậy xanh rồi cướp điên, nhưng mà tôi ưu tiên cướp điên để đánh dư máu đã anh em ạ. Gậy xanh bây giờ cho con nào đâu, đúng không? Tầm này chưa lấy được. Gậy xanh ấy chắc là phải chuyển sang đội hình khác thì mới lấy cái gậy xanh. Lấy sau đi. Bây giờ cứ lấy cái cướp điên đã. Xác định là nếu mà ra cái cướp điên là chơi gì rồi, đúng không? Ra cướp điên là một hunter, hai là ngũ long hóa hình thôi. Đấy, mà ngũ long hóa hình thì cướp điên này là có thể là chơi được. Dồn đồ cho rồng hay cho chú quỷ đều ngon. Thằng này như bot ấy nhỉ. Game bây giờ thiếu người cái mức độ mà ghép với cả bot luôn á. Phải bot không? Tôi nghĩ là bot đấy. Chuối cộng 9 này chắc là bot rồi. Hay quá, cho tôi một món đồ. Mặt lạ điên à. Thôi lấy cái cung thế giới đi anh em ạ. Này ngon hơn. Cầm cái món này để đánh nhau mấy cái nhà Gladiator. Trận này có Gladiator. Tôi muốn cái đội hình nó phải tách hẳn ra, chứ nó không tụm lại một chỗ. Đấy, cầm cái cung này sau này là có thể là cầm cung đứng ở góc, tránh Gladiator nó bớ vào. Một là đứng ở góc, hai là cầm bớ linh nhảy sang sau, xong rồi cầm cung bắn. Khỏe quá anh em ạ. Chịu. Nó xanh thế nhờ. Mẹ vãi cứt. Ua đẩy cả 17 máu. Chết tôi rồi anh em ơi. Máu tụt nhanh quá anh em ạ. Tầm này giờ còn có một nửa. Ngũ long hóa hình cái gì không kịp rồi anh em ạ. Sắp toang rồi. Nói thật là sắp toang rồi đấy. Nhìn thế thôi nhưng mà lại không phải thế đâu. 56 máu này nhưng mà nó là yếu anh em ạ. Đội hình nó đang yếu. Nhiều khi là chỉ còn 1-2 máu nhưng mà đội hình mạnh thì nó khác. Cái lượng máu nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Nhiều khi 50 máu nó lại là ít. Đấy, mà nhiều khi có chục máu nó lại là nhiều. Đây, cứ tranh bài nhau này, xong rồi cùng nhau xuống hố luôn.
Ăn nổi thằng này không? Cũng thua luôn đấy hả? Rồi, thua hết. Thua cả thằng đang có chuỗi thua. Ê lị. Hỏng thật sự đấy anh em ạ. Sáu exercise cũng chưa đủ luôn. Trận này có khi chuyển sang exercise thôi anh em ạ. Không không chơi 9 Hunter đâu. 9 Hunter giờ đua làm sao với thằng Mai Anh kia. Anh em nhìn thằng Mai Anh chơi 9 Hunter chuỗi thằng đấy kia thì thôi chịu rồi. Mình đang ở yếu thế anh em ạ. Thế yếu không chơi được cùng bộ đâu. Đây rồi còn 5 rồng này. Hỏng rồi, xếp là ngày có thua không nhỉ? May Thunder nó mới 1 sao ấy, nhưng mà vẫn bị đẩy nhiều anh em ạ. Thôi chết rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi mẹ ơi, bây giờ tôi là cái thằng yếu nhất ạ. Không thể nào tin nổi luôn. Mấy cái thằng mà nó đang chơi thua mà nó sang nhà tôi nó ăn hết. Làm nào đây? Trận này bây giờ vẫn chưa biết form gì. Từ lấy giờ tôi roll nên nó vẫn chưa ra co anh em ạ. Sắp đi rồi đấy. Căng quá nhờ. Đây có một cái quả trứng rồi nhá. Bây giờ tôi chỉ cần ra một con Mueta thôi. Một con Mueta, đúng một con rồi, xin đấy. Chỉ còn có thể là như thế thôi. Hết tiền rồi. Bây giờ không lên được 10 đâu. Giao sau là phải roll. Bây giờ mà lên 10 là không có tiền. Roll thôi anh em ạ. Chưa thấy một cái gì khả quan nhỉ. Cay thật. Linh hồn ánh sáng à. Quay xe kịp không? Chả lấy được cái gì cả. Random đấy anh em ạ. Ui rồi ôi à, mà bây giờ không vứt được ấy chứ. Hỏng rồi. Chấp hai đồ cơ. Vãi, cái trận này sao nó lại hẻo đến như thế chứ nị. Xong rồi anh em ạ. Tự đào hố chôn mình rồi. Biết thế lấy cái cầm đánh. Hỏng thật sự luôn. Trận này có Greater. Giờ mà chuyển sang 6 đá. Gặp Greater ăn cứt luôn. Bây giờ nó bị vướng cái bộ Greater ấy anh em ạ. Chứ còn nếu mà bây giờ tôi chuyển sang đá 4 đá kẹp với cả 6 Hunter là tôi ăn được cái thằng kia đấy. Đang 9 Hunt ấy. Đang bị vướng một cái như thế. Đây này, gặp Hunter này. À gặp Greater này. Thôi xong rồi. Bớ đúng là con cung đen ạ. Hỏng rồi anh em ơi. Ui mẹ ơi. Còn 28 máu này. Rôn rôn cái đã. Ui chú quỷ này. Từ từ đã. Hết tiền rồi. Có được không? Phân vân quá anh em ơi. Làm sao mà đánh được con này đây. Bây giờ còn chưa có một con Witcher nào. Với cả hết tiền rồi anh em ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ui, về làm sao đây. Khó nhờ. Hết tiền rồi anh em ạ. Tôi phải roll để tôi giữ máu chứ bây giờ tôi mà ôm tiền để tôi lên được 10 thì chắc là tôi đi luôn ấy. Thôi tạm thời như này đã. 6 Hunter, 6 Exit. Vẫn chưa ra được cái gì. Chúa quỷ chỉ cần một con nữa thôi, xong đánh ở level 9 thì cũng được. Chúa quỷ 1 sao thì bắt buộc nó phải 5 rồng thì nó mới mạnh cơ. Thôi chết tôi rồi anh em ơi. Hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi. Hỏng ơi, ôi. Trời ơi, bạn ơi, cứu tôi. Cứu tôi, bạn đã ra rồi. Trời ơi. Đây rồi anh em ơi. Vị cứu tinh. Ôi trời ơi. Bây giờ bạn ra thì tôi giải tán hết. Tôi chỉ có trông chờ vào bạn thôi đấy. Vãi cứt ạ. Round 28 mới lên được 2 sao anh em ạ. Nhưng mà nó đã ra rồi.
Ra là có nghĩa là được rồi đấy anh em. Tốt rồi, tốt rồi. Yên tâm rồi, yên tâm rồi. Thực sự là yên tâm luôn. Chỉ cần là 2 sao thôi mà. Vãi cứt. Thế là lại sống. Hết hồn. Chơi cái bộ này nó chỉ cần con này 2 sao thôi. Mua ta 2 sao là cất hết anh em ạ. Ok chưa bạn ơi? Lại sống rồi. Quá tuyệt vời. Ok. Đấy, lên được 10 nhẹ nhàng kèm 2 gót vào thôi là xong rồi. Đấy, 22 máu là giữ được máu rồi đấy. Bây giờ 22 máu nó lại là nhiều anh em nhá. Ô chà. 22 máu nó lại là nhiều. 50 máu nó lại là ít. Lẩn như trạch luôn. Chả cần phải lên 3 sao, 2 sao là cũng uy tín lắm rồi. Bây giờ là sống sót ở 30 là sẽ một món đồ cam nữa là chắc chắn. Đấy. Bây giờ chưa đổi được anh em ạ. Vẫn phải giữ cái Berlin. À, rồi, thế là ok rồi. Chưa đi được đâu. Bây giờ mỗi round chỉ lọt một con thôi. Đây rồi, Creator này. Vừa lấy khác, bây giờ khác. Ui mà phải to ấy. Thầy ba con 3 sao ạ. Ba con 3 sao luôn. Nhưng mà trông cảm giác như Mueta này nó vẫn có thể cân được nhá. Ờ 14 máu. Lọt 3 con mà mất 8 máu cả. Nhiều thế. Ok. Đội hình toàn 1 sao. Càng ấy anh em ạ. Cái vấn đề là cái round sau đổ tôi như thế nào đó. Mẹ cái thằng kia 20 máu lật kèo thật rồi kìa anh em kìa. Con Thunder nó sắp lên 3 sao và thiếu một con thôi. Chuối thắng cộng 9 rồi. Căng đấy anh em ạ. 20 máu nó là nhiều đấy. Ra được cá phong vũ cả ốc. Lên được 3 sao hết rồi. Thậm chí là còn bolus thêm một con Senbo Exit cũng 3 sao luôn. Vào phát đập là coi như hàng phía trên là cũng chết hết rồi. Random hả? BKB à? Món này cũng được. Đánh với cả 9 Hunter nhiều khống chế lắm. Có cái BKB này cũng tốt anh em ạ. Được, tôi sẽ giữ lại cái món BKB. Bây giờ tôi sẽ đổi cái món đồ cam anh em nhé. Vứt hết những cái món không dùng đi để lấy cái đồ cam. Ok. Búa xét hay bất diệt? Nếu như cái tầm này vẫn full dam thôi anh em ạ. Bất diệt để sau. Bây giờ phải full dam để clear nhanh đã. Ok, vậy là cái con này nó cầm full đồ đấy. Vẫn còn một slot nữa. Ừ, ra chúa quỷ này. Nếu mà tôi mua con chúa quỷ là tôi cũng 2 sao rồi đấy. Nhưng mà thôi anh em ạ. Nếu mà tôi mà ôm với con chúa quỷ thì chắc là tôi bay màu rồi. Tôi bay màu tôi không lên được 10 rồi anh em ạ. May quá lên được 10. Thôi sống à. Đấy, gặp 9 Hunter rồi vô tư. Có BKB chống được 9 Hunter rồi. Ok. Đấy, ngon luôn anh em ạ. Nhiều khi nó sẽ không được như ý muốn đâu. Mặc dù là trận này rõ ràng là ra con chúa quỷ rồi đấy, đúng không? Nhưng mà đâu có đủ tiền mà lên đâu. Thôi phải quay xe thôi. Chứ còn ra chúa quỷ 2 sao là chắc chắn là ra rồi. Đó, nhưng mà có lên được 10 không, có chuyển sang được 5 dòng không thì cái câu chuyện nó là khác. Chứ còn chúa cặp kẹp vào với cả Exit thì đúng toàn luôn. Thôi bây giờ sống chết là cái bộ này thôi anh em ạ. 6 Exit, 6 cung, 4 cá, 2 gót. Cứ thế mà chơi. Tí nữa mà thừa đồ rèn thêm một cái món đồ gót ấy, cái dấu ấn gót ấy, là chúng ta có 4 gót thì coi như là con này bất tử. Anh em nhá, trận này gặp toàn vật lý thôi. Toàn sát thương vật lý thôi, vô tư luôn. Bây giờ nó gọi là ẩn thân chi thuật rồi.
Đấy, mai anh vừa lấy ăn tôi bây giờ toang luôn này. Thấy không? Ăn hộ. Khác biệt đấy. Tí nữa mà cần nhá. Bỏ một con Hunter đi. Chơi 6 Aegis thôi. Kết hợp với 4 God. Thực ra nếu mà để Hunter thì nó còn có một cái nữa, đấy chính là chúng ta kích hoạt được 4 cá. Đấy, 4 cá để chống Greater cũng ngon anh em ạ. Cái thằng Greater nó khá nhiều sát thương kỹ năng. Chúng ta để 4 cá vào chúng ta giảm cái sát thương của nó. Chứ 4 cá nó là có cái con Sable Exit và cái con Thunder nó clear nhanh lắm. Mà chúng ta kẹp 4 cá vào ngon. Bất tử luôn mà, đứng ở hiên ngang ở phía trên luôn, không mất tí máu luôn kìa. Anh em thấy không? Đứng một chỗ luôn. Có BKB là không bị đẩy nữa rồi. Thoải mái luôn. Thằng Mai Anh đang đánh chuyện thua kìa. Mặc dù đầu game rất là xanh nhá, lên được level 10 với 50 tiền luôn mà bây giờ đang phải đánh chuyện thua. Thế thì cái thằng đấy 50 máu nó cũng không phải là nhiều đâu. Hai thằng Hunter mà nó cầm 50 tiền level 10 ạ. Ác thật. Nó định lên cái gì mà nó phải cầm nhiều tiền đến như thế nhỉ. Thực ra là với một cái lượng tiền đấy là nó có thể roll ra con tướng 3 sao. Kiểu mua ta 3 sao hay là cung đen 3 sao ấy. Kiểu thế. Mà cái bọn đấy là nếu mà tôi mà như cái bọn đấy là tôi có thể là chuyển sang ngũ long hóa hình là ngon rồi. Bởi vì rất nhiều tiền đấy, lên được level 10 rất nhiều tiền, rất nhiều máu, giữ được máu rồi. Đây rồi. Đến là đón thôi anh em ơi. Anh em nhìn kìa. Trời ơi. Con mua tà tôi nó blink ra phía sau nó rỉa hết. Quá khỏe. Đấy còn 39 kìa. 50 máu đâu có nhiều đâu. Cũng như là mất máu nhanh lắm anh em ạ. Dự là cái thằng Xin là cái thằng ra đi trước. Xin đi chơi 9 Hunter thì tôi nghĩ là round tiếp theo ra đi thôi. Nếu mà không có cái động ảo từ nhá. Thằng đấy nó cũng to đấy. Thế Tsunami 2 sao à? Nó còn một đống tiền để xả ra sao. Thế Tsunami 2 sao thì cũng chưa biết được. Đấy xả tiền đấy kìa. Xả tiền dần rồi. Thực ra nếu mà ra sao mà nó gặp tôi thì tôi sẽ tiễn nó đi. Đấy là cái điều chắc chắn. 6 máu chỉ cần lọt 2 con thôi là đi rồi. Mua ta tôi có BKB nó không sợ bất cứ khống chế nào cả, kể cả Tsunami. Trời ơi ra cả dấu ấn thần thánh luôn anh em ạ. Đùa. Thế trong khi đấy là God of Light nó lên được 2 sao. Nhưng mà nói thật là nếu mà ra được dấu ấn God rồi thì thôi thì lên 2 sao gì nữa đâu. Đấy, bây giờ đúng thật là ẩn thân chi thuật rồi đấy anh em ạ. Đúng thật là ẩn thân chi thuật luôn rồi. Bây giờ là bật skill liên tục luôn. Không có bất cứ một cái con nào nó có thể chạm vào người tôi rồi. Bây giờ chấp của Greater 3 con 3 sao luôn đấy. Chấp hết. Bây giờ là tôi còn thậm chí tôi còn không cần những con Muta lên 3 sao nữa luôn. Bởi vì là có 4 gót rồi anh em ạ. Cái con mua ta 3 sao thì nó tăng thêm máu này, nó tăng thêm đam. Nhưng mà cái quan trọng nó giảm cái cooldown của cái skill ấy. Thì bây giờ tôi giảm tối đa rồi. Tôi giảm tối đa rồi anh em ạ. Bây giờ là bật skill liên tục luôn, hết lại bật. Không có một cái lúc nào là chúng ta không bất tử cả. Này thì 4 con 3 sao. Xong rồi. Chấp cả 4 con 3 sao luôn. Vô tư bạn ơi. Đấy, thằng Xin nó sẽ phải là cái thằng ra đi tiếp theo thôi. Đổi một cái món đồ cam nữa. Từ từ đã, có khi là giữ lại cái ngọc. Ok. Bất diệt, đương nhiên. Lên game đánh đôi công thằng nào nhây hơn thằng người thắng. Vừa có tung skill liên tục ẩn thân chi thuật bất tử xong lại còn vừa có coi như là bất tử của cái bất diệt nữa thì thôi. Xác định là đây nó là tường bất tử rồi anh em nhá.
tôi có cảm tưởng cái con này nó là cái con ốc ở cái meta cách đây khoảng mười mấy mùa anh em ạ. Anh em thấy con nó có giống không? Rất giống con ốc luôn. Con ốc mà kết hợp với ở gót ở trong cái bộ ẩn thân chi thuật ngày trước ấy. Quá tuyệt vời anh em ạ. Bây giờ thì cũng chả đổi được cái món đồ gì nữa. Cái Blink thì chắc chắn là cần rồi. Bây giờ thì không thể vứt cái Blink đi được. Vì cái bi thì cũng không vứt đi được. Bây giờ mà có vứt thì chắc là chỉ vứt cái gậy như ý thôi. Nhưng mà không, gậy như ý cũng ngon. Thế nên là bây giờ không đổi được đồ gì nữa rồi. Mắc binh rồi anh em ạ. Thôi giữ nguyên đồ đó. Sao ngoài bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ thì sao nhỉ bạn nhỉ? Vừa linh ra phía sau clear hết. Làm sao? Cung đen 3 sao thì có làm sao? Bắn không mất máu kìa. Nó là gọi là bất tử luôn rồi anh em ạ. Bắn không mất máu luôn. Thế các anh em mới chơi chắc không biết cái con ốc ngày xưa. Con ốc ngày xưa nó không phải hút tốc như bây giờ đâu anh em ạ. Con ốc ngày xưa nó là chìm xuống y như cái con này luôn. Nó chìm nó bất tử luôn. Không có cái gì có thể đánh được nó. Bây giờ cũng thế. Con này đúng là cái con ốc nó hồi sinh rồi anh em ạ. Giống hệt con ốc ngày xưa. Lẩn coi như là như trạch luôn. Lẩn đến cái mức độ mà đối thủ không có một cái dây nào có thể là bớ được vào người nó luôn ấy. Không có một cái dây nào bớ được luôn. Chỉ có mấy cái dây đầu game là Blink xuống là chưa kịp bật skill thôi. Đấy, nhưng mà nó lại là Hunter, nó không bắn vào tôi. Rồi bắn đi, bắn đi, bắn vào đây. Mất tí máu là không? Chả mất tí máu nào luôn đấy anh em ạ. Xong rồi còn gì nữa? Xong rồi còn gì nữa? Đúng 10 giây anh em ạ. Hết BKB cũng là lúc mà cái con tướng của tôi nó tiêu diệt được hết đối thủ. Càng thật sự. Đến cái round 40 này đồ cũng chả để làm cái gì luôn. Nói thật với anh em là như thế. Bây giờ ra đồ thì cũng chả làm gì. Bởi vì con này là full đồ rồi. Không bỏ được cái món đồ gì nữa. Đấy 13 màu bạn ơi. 2 round nữa đi thôi. Vậy là chúng ta sẽ kết thúc trận đấu này ở round thứ 42. Đối thủ giờ không có giải pháp ăn được tôi đâu. Xong chưa? Rồi làm sao? 9 Hunter nhưng mà có dí được vào người đâu. Cung đen cũng to đấy, lên được 3 sao cũng đồ căng ấy. Đồ toàn đồ đam, full công luôn. Mà có dí được vào người tôi đâu. Đánh có vào tí nào đâu. Ảo ma thật đấy. Ra ngoài lấy cái gì? Cộng 600 máu cho tướng có khi ngon hơn đấy nhỉ. Lấy bố Kira luôn. Cho con này. Đồ nói thật là bây giờ chả có đổi được cái gì cả luôn. Ok. Rồi xong rồi. 2 nào nữa thôi anh em ạ. Đơn giản. Làm sao? Ok như nào? Thậm chí có gậy xanh cho Tsunami luôn. Stun 5 giây luôn. Nhưng mà cũng chả làm sao cả. Ui dồi, round đẩy nhiều luôn anh em ạ. Còn 3 máu. Round 42 đúng là round cuối cùng rồi. Thôi hết tiền thôi anh em. Sau này tôi sẽ roll hết tiền. Kiếm mua ta 3 sao anh em nhé. Bỏ cái này đi. Tetsu bỏ luôn nha anh em nhá. Để tiền mà roll 3 sao. 3 con nữa. Không kịp nữa rồi. Mà hết tiền rồi. Không lên được 3 sao anh em ạ. Không lên được à? Rồi nhưng mà trò chơi kết thúc rồi. Rồi làm sao làm sao. Ok bắn tới tớ ạ. Bắn tới đi, bắn đi, bắn đi vào đây. Một chấp tất này. Một chấp tất là có thật này anh em này. Dã man, nó bắn nó không mất máu luôn ạ, thề. Rồi, quá tuyệt vời luôn với cái con tướng mới ẩn thân chi thuật bất tử. Có lẽ là nhà phát hành nhớ cái con ốc cũ quá nên là nó mới làm cái con tướng này. Để coi như là tái hiện lại cái sức mạnh của con tướng con ốc cũ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Con gấu mết 2 sao kết hợp với gậy xanh thì nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhá. Anh em chưa xem anh em xem đi.
kinh khủng lắm anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn cái bên phải để xem con rớt cầm gậy xanh thì nó mạnh cỡ nào anh em nhá. Meta này đúng là meta của phép rồi. Gậy xanh rất là mạnh. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.